sao Berberine được coi là linh hồn của bột tắm nhân hưng. Kháng khuẩn, chống viêm, giảm ngứa là những công dụng vô cùng mạnh mà bột tắm nhân hưng sở hữu, giúp đem lại hiệu quả vượt trội trong điều trị các bệnh lý ngoài da ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ như chàm sữa, viêm da cơ địa, rôm sảy, hăm tã, mụn nhọt, mẩn ngứa. Tuy nhiên, ít ai biết để đạt được công dụng này là nhờ hoạt chất berberine từ thảo dược tự nhiên, cũng chính là linh hồn của bột tắm nhân hưng. Y học ngạc nhiên với công dụng của berberine. Berberine là một hợp chất alkaloid được chiết xuất từ các thảo dược tự nhiên quý hiếm như hoàng liên, vàng đắng, hoàng bá. Khi nghiên cứu công dụng của berberine, y học hiện đại đã vô cùng ngạc nhiên bởi ngoài tác dụng lâm sàng phổ biến như chống tiêu chảy do vi khuẩn, ký sinh trùng đường ruột, hợp chất này còn được bào chế thành thuốc nhỏ mắt, giúp ngăn ngừa nhiễm nấm, bội nhiễm nấm và chống lại tác hại của vi khuẩn tả và E. coli. Chưa dừng lại ở đó, các nhà khoa học trong quá trình tìm tòi, khai thác đã phát hiện ra những giá trị tiềm năng vốn có của berberine. Nghiên cứu lâm sàng tại một số nước châu Á cho thấy, berberine có tác dụng rất tốt cho hệ tim mạch, giúp hạ huyết áp, cường tim và chống loạn nhịp. Đồng thời, khả năng ức chế bài tiết ion của hoạt chất này còn giúp co cơ, giảm cholesterol và triglycerides, chống đái tháo đường và giảm viêm cho người bị viêm khớp. Berberine, linh hồn của bột tắm nhân hưng. Thành tựu mà hoạt chất berberine đem lại vượt xa sức tưởng tượng của nền y học. Ngoài những công dụng trên, berberine còn được chứng minh có sức ảnh hưởng lớn trong điều trị các bệnh lý về da ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhờ khả năng kháng khuẩn, chống viêm, giảm ngứa cực mạnh. Biết được điều đó, nên berberine đã được lựa chọn để trở thành linh hồn của sản phẩm bột tắm nhân hưng, sản phẩm đầu tiên trên thị trường giúp đem lại hiệu quả vượt trội trong điều trị các bệnh lý ngoài da ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chàm sữa, viêm da cơ địa, hăm tã, rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa. Để làm được điều này, giới chuyên gia nghiên cứu đã chứng minh hoạt chất berberine chiết xuất từ cây hoàng liên có khả năng kháng khuẩn tự nhiên trên bề mặt da bị tổn thương, đồng thời làm ức chế hoạt động của nhiều liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn và vi khuẩn có hại. Những thành phần này giúp phát huy tác dụng triệt để khi được hòa tan trong nước ấm, tạo nên một lớp màng bảo vệ da tự nhiên, tác dụng như những loại kháng sinh tại chỗ, hiệu quả trên vùng da bị bệnh, giúp giảm đau, giảm tấy đỏ bởi khả năng ức chế hoạt động của các yếu tố hóa học trung gian gây viêm. Bên cạnh đó, sự kết hợp này có tác dụng làm dịu nhẹ làn da của trẻ bởi cơ chế đẩy những tế bào tuyến bã nhờn ra khỏi cấu trúc da, giúp cân bằng độ ẩm, xe khít lỗ chân lông, mang lại làn da mịn màng cho trẻ. Đặc biệt, khi berberine kết hợp với các thành phần khác trong bột tắm nhân hưng, hiệu quả điều trị càng được nhân lên gấp bội. Chất diệp lục chlorophyll có tác dụng khử khuẩn, tăng tốc độ làm lành bề mặt da bị tổn thương, ngay cả khi da bé xuất hiện vết thương hở. Bên cạnh đó, chlorophyll còn làm tăng tốc độ tái tạo tế bào hạt trên bề mặt da, hỗ trợ chữa lành lớp biểu bì tổn thương và làm dịu nhẹ da trẻ. Tinh dầu mùi, hương thơm dễ chịu từ tinh dầu mùi giúp đem lại cho bé sự dịu mát cùng cảm giác thư giãn, dễ chịu, đồng thời giảm ngứa và giảm đau rát hiệu quả. Tinh chất muối natri bicarbonate giúp cân bằng độ pH cho da trẻ, ổn định độ ẩm và kháng khuẩn, ngăn ngừa biến chứng bệnh ngoài da. Thực tế đã chứng minh, hơn 50.000 mẹ bỉm sữa tin tưởng lựa chọn bột tắm nhân hưng là vật bất ly thân, đồng hành cùng bé yêu trong những năm tháng đầu đời. Bột tắm nhân hưng được ví như người hùng khi giúp hàng chục nghìn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ loại bỏ các bệnh ngoài da chỉ sau một liệu trình điều trị. Cảm ơn bạn đã xem kênh Vui Khỏe Mỗi Ngày được bảo trợ bởi nhãn hàng bột tắm Chem Nhân Hưng. Bột tắm Chem Nhân Hưng có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm ngứa, sạch da, giúp điều trị các bệnh chàm sữa, viêm da cơ địa, hằm tã, rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhé!